Mà rumah ini. Baik prat, bro. Ý bánh xanh loài ăn loài một hoa bình là nhà thư là ý đây điện thoại đây có đài rồi đây đài mà cái mang nhau vẫn chạy với chị Phương đây giờ mẹ chưa bò anh con sao không lấy dao chọc chọc ui cái dao ở cửa cửa đi em lấy con dao ở cửa cửa đi nhá. Này nó mới ngon. Chỉ nữa sau là cạo đi cái lớp này là nó vàng. Nó chưa cháy lắm. Dao đấy, dao dao ấy à? Em rửa xong hồng rồi. Tí nữa cũng được. Rửa cái gì nữa? Chín rồi. Rửa được rồi đâu. Này sắp hồng rồi. Pạt là đầy. Trắng gì? Trắng mỡ. Cái mỏm à? Đầu, đầu. Thủ. Cái đuổi kìa bác sĩ, chặt chặt nó. Bên kia nó xuống cháy. Cả cái sườn nó xuống này. Thì thằng này bỗng lên. Vòng cứu cứu. Bình là mình nhọt, mới là mấy nhúng gì vậy? Nghĩ trình đồ sâu nữa nè. Nó rớt xuống nó lại cháy lên mỡ. Được rồi nhỉ. Đấy, như thế là ngon đấy nhỉ. Cái đấm này này. Chán chưa? Chán rồi. Cho con này. Đấy. Đấy. Chán luôn.
mới đưa nít ăn xong rồi à? Không biết cho nó ăn giả. Ăn gì? Nó ăn được mà thôi. Ăn đi nhé. Cái đấy xuống này. Vàng thêm chút này. Này cho nó ra bớt mỡ thì ăn mới ngon. Nhà hàng ở bên ngoài có vào đây mua lợn mua gà đúng không? Tết nó mua nhiều. Tết là bọn nó cứ gửi xe thôi. Nhiều vậy cơ hả bà? Nhà nào cũng thịt hả bà? Có nhà thì có thịt lại lấy chung chung nhau. Thì ở đây toàn làm cái bò phun khói ấy. Chị bà mua ngoài về, xong là hôm nay Phương cũng lấy nhiều đấy. Lấy nhà bác ra, lấy nhà bà chị ở ngoài chợ. Đọc tên lên mà chị không phải lên. Năm sau làm nhiều bò hun khói lên rồi ta lên. Ừ. Đã làm lên, nên là bây giờ hỏi đó. Rồi thầy cô lên năm nay mùng ba bố đủ em cấp thì đi trực đi. Này chín thì đấy bác nhỉ. Ờ. Này xong rồi. Quá mày nó cái này thì khi ở xe đó giờ mình có tốt của mình mày nó hơn cứ thấy tỉnh teo rồi thì tỉnh thà. Răng mồm con giúp con bò vốn nhỏ lấy cho các mẹ răng mồ ra xong họ lại đun một tống lừa lên nướng từ nướng ăn thì như thế này á nướng như thế này dưng á thịt bò á họ nướng thịt bò thịt dê họ hay nướng á chín người đó nhỉ thì cái đó làm súp rồi đang làm cái gì để lấy nồi à? Nồi rồi. Giờ có cái gì áo chiều đi mà gì nữa? Gì áo chiều? Thank you.
Thì bỏ. Bỏ vào đi. Đi bác là làm cháy đi. Xong nó cạo nó cháy đi. Thì trong nó sẽ vàng. Bác nghe. Ăn mới giòn. Để nó cháy quá. Ăn mới giòn đúng không? Nó cháy quá là nó không đắng. Không đắng. Bác ơi, đây cần... Xong chưa? Trong kia xong rồi. Trong kia xong rồi. Mấy món trong kia. Đây này. Hả? Đây là. Tức là đây chỗ nào. Đặng nó mất kiệt những cái gì cháy tết lễ. Không cần đũa thì nó cái quỳ chọc luôn. Ông đi không nổi còn được vác. Đây quỳ đầy mình trộn. Nãy là mới lên được đồi chứ. Rước rồi phải chọc cái cây. Vốn tuột xuống mãi đây rồi trượt.
có khả năng người ta ở lâu lâu chứ. Có khi một tuần đấy. Quan trọng là ông thì chỉ cần tiền tầng. Chưa nổi hai ngày ông đã chuẩn bị rồi. Ông đã đánh tháo rồi. Đó. Đấy từ chín mấy. Lấy tàu lát kẹt đấy. Mừng thích mà hàng phương ní. Thằng ta mình đu nó cửa tay. Dư cái này. Ở nhà thì hôm mệt mà không đến nơi thế là ông bà chủ nhật. Không được rồi. Cái này là không xong rồi. Chín hết rồi đấy chứ, còn một miếng thôi. Bác Sơn bác cứ để đấy chứ.